cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid. Just follow me. You don't need no space. Just follow me. Like a mirror, you reflect me. Like a Friday night on the weekend, I feel blessed and free. I just don't want this moment to end. But now you say you gotta go. Baby, why you gotta go? Like a mirror, you reflect me. I just don't want this. I just don't want this moment to end. Có phóng sinh chim lên rừng luôn. À, để này nóng. Hôm nay vô rừng phóng sinh nên phải đi bằng cái thuyền này. Thì giờ này nước lớn nè. Ủa chứ cái rừng này không xa ha anh? Hả? Rừng xa không? Rừng này nó xa lắm, nhưng mà mình đi đây nó có cái đường tắt, có cái hẻm nhỏ tắt, mình đi vô chỗ không biết không, chuồng này mới đi vô được. À vậy hả? We go to New Jersey. Your eyes sing, I'll be worried. You said he was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did we stop loving, babe? When did it all go too far? Dạ rồi, thưa anh chị, bây giờ là đang tiến vào trong rừng đây. Vô đây là mấy bạn chim chào đón liền. Mới đợt anh đi soi thà lòi múc ở ngoài đó, anh cũng đi tắt về đường này không chứ đâu. Dạ hả? Anh chèo lên tới cảng Vidan đó, thằng này chở ra tới cảng Vidan nè. À. Đây là cận cảnh giải cứu cá thòi lòi tận rừng luôn. Sao trong đây mà không ai vô đánh bắt ha anh? Đây vỏ lãi của người ta đi đánh trong đây. Thay mặt gia đình Bồ Tát Lý Cẩm Lũy 48 tuổi,
đang bệnh thì tiêuun sẽ phóng sinh chim và cá để cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho tai qua nạn khỏi, hóa giải an gia với chúng sanh trong quá khứ, tiêu trừ bệnh tật. Bây giờ mình sẽ thả mấy con cá ra đi anh. Thả cá trước đi. Dạ. Anh thả nhanh quá vậy. Đó, nó lên rừng hết giờ rồi. Dạ rồi. Đó. Đồ ăn này con sẽ quăng lên trên bờ này. Đây là những cái hột bắp. Dạ, đi chân dạ. Dạ rồi, bay đi rồi đó. Nhà quen rồi phải không? Cho tụi mày đi du lịch. Rồi anh thả lên. Lịch sang Mỹ nha. Đó. Lên bờ ăn đi. Bồ Tát Lý Cẩm Lũy ơi. Mau hết bệnh nha. Thả chim đây. Đó, bay kìa, vù 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 lên cây luôn. Còn bé chim này rất là dạng, thả ra là đứng ở đây luôn. Chưa thả, lấy cái chim đó kìa. Đó, thả. Những cái người mà bắt chim phóng sanh đó, thì người ta cũng nuôi nhốt chim, bẫy chim, rồi bắt phóng sanh. Mấy chim nhỏ nhỏ không à? Nay em thử tha phóng sanh chim bồ câu coi nó là sao, coi có mọi người có thích không. Đó rồi, 5 bé chim bồ câu. Dạ, rải đồ ăn ở đây chắc bồ câu rất là thích. Vô rừng này bồ câu làm chùm luôn á chứ. Bồ câu nó sống dễ lắm, nó có thể bơi 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 dưới đất lên nó kiếm mấy cái đồ ăn đó. Sau khi phóng sinh cho Bồ Tát Lý Cẩm Lũy đang bệnh nặng thì bây giờ em xin tiếp tục phóng sinh cho những hương linh. Dạ. Anh đi bơi dữ vậy ta, bơi đua với thuyền luôn ha. Chào anh, đang làm gì vậy sư huynh? Chặt cây để đi răng. Dạ. Em chuẩn bị phóng sanh cá thòi lòi. Anh có tính xỉa nó không? Không. Em cảm ơn sư huynh. Dạ, sau đây em xin tiếp tục phóng sinh. Ở đây có 2 thùng cá thòi lòi. Bây giờ anh Minh, chuyên gia bắt cá thòi lòi, sẽ phóng sinh cá thòi lòi luôn. Thả từng con thôi nha Xu, để cho em quay cảnh nó bơi. Dạ, thay mặt Bồ Tát Trang Nguyễn Tiêuun sẽ phóng sinh cá thòi lòi hồi hướng cho nhạc phụ Lý Nam Hiêu, hưởng thọ 81 tuổi, sớm có đủ phước báo nương nhờ Phật lực A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương. Tiếp đến tương thay mặt cháu trai Lý Tuấn Khoa cũng phóng sinh cá thòi lòi vô rừng cho ông cố Nguyễn Văn Chánh, hưởng dương 85 tuổi, sớm thành Phật độ chúng sinh. Và Tiêuun thay mặt
gia đình Phật tử giấu tên, phóng sanh cá thòi lòi hồi hướng cho mẹ là Bồ Tát Nguyễn Thị Thạnh, sinh năm 1927, đắc thọ 92 tuổi, được đến thế giới của tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Sau đó, em xin thay mặt gia đình chị Hoàng Thị Oanh hồi hướng phóng sanh giải cứu con cháu thủy thần đang gặp khổ nạn trong rừng đước. Cầu cho hương linh chị trong vòng 49 ngày sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, từ bỏ chấp niệm luyến thân mà đi làm Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây, thả từng con cá thòi lòi xuống. Riêng Tiêu Ôn nguyện mang công đức phóng sanh dùm các vị Bồ Tát hồi hướng cho quốc thái dân an, chúng sanh được bình đẳng, tất cả mau sớm thành Phật. Giải cứu những cái con vật này cho lấy lại cân bằng của tự nhiên. Cho những cái chiến sĩ bảo vệ rừng đước này tiếp tục làm nhiệm vụ của họ trong tự nhiên. Đó, đây là những anh kiểm lâm thật sự đây, những anh cá thòi lòi. Đang ngập ngập ha. Anh thấy nắng nó lên nè, tranh thủ đi thả chứ để nắng lên là nó khô nhớ cứ chết nè. Chứ cá này mà giờ này em đem ra ngoài em thả là tới cái chiều nữa là người ta bắt không còn con luôn. Dạ yeah. Ừ, mấy vỏ lãi ghê tê rồi nó chạy mà ẩm bởi nó thấy tóc cho mé. Dạ yeah. Chưa nắng mình thả nó nhỏ nước cái nó tóc cho mé. Dạ yeah. Thả vô đây là đúng không à, đúng không? Ừ. Tóc cho mé tóc. Cá thòi lòi nó tạp. Để đi, để nó đi, nó có thôi đứa tí xíu nữa là nó tỉnh. Giải cứu cá thòi lòi số lượng lớn. Hôm nay các vị Bồ Tát hùng phước với nhau cùng phóng sanh những chú cá thòi lòi này. Đây là những sinh vật đặc biệt nhất trong rừng đước, vừa sống được trên bờ, vừa sống được dưới nước. Sự tồn tại của cá thòi lòi đánh giá được cái mức độ ô nhiễm môi trường nước. Này sao anh? Quá đẹp hả? Đi gì nè? Thiên nhiên ở đây đang rất tốt nên còn rất nhiều cá thòi lòi to nha. Chết. Trong đây mà ít người bắt lắm ha. Trong đây có ai vô đây đâu bắt. Nha. Mà bắt nó bộ tới mình muốn bắt nó cũng dễ lắm hay gì. Coi như là cả làng chài bán cá thòi lòi là em giải cứu được hết luôn á. Thì một tháng bắt nó được khoảng 10 ngày hay 15 ngày ha anh.
Tại sao bắt được ít vậy? Mấy ngày khác sao bắt không được vậy? Mấy ngày khác nước nó lớn, nó ngập rồi, con thò lòi nó nằm ở trong hang với lại trong cây nước không à, mình đâu có bắt được, nó đâu có đi ra ngoài đâu. Chỉ có rầm nó mới xuất hiện đúng không? Không, nó mới nước kiểu nước cạn á. Nước cạn với lại trời mưa á, trời mưa nó ra nhiều lắm. Tức là ở đây nó đi tắt ra giữa hai cái rừng đó, hiểu không? Dạ. Rồi xong rồi, xong rồi cho anh đi cầu kéo cái thùng tiền nước. Con này nó đơ quá rồi. Sống nổ không con? Rồi con nó bơi. Ai gì đó không? Ngon đặt, cứ đặt vô nó. Đi. Hôm bữa tự mới về nhà hay gì? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi. Vậy là nó nhớ đường đó. Anh ơi không? Để ra cho nó đứng ra đi cho được chân. Này bơi, cố gắng bơi theo nha. Chào cô. Chào bạn, đi đâu vậy? Dạ đi đào chim chép à. Con đi phóng sanh, hồi hướng cho quý vị hương linh. Chim chép cũng nhiều quá ha. Dạ phóng sanh cá. I'm feeling happy, and moments ago I was only empty. What did you slip me? My heart is racing and I'm getting dizzy. There must be some complicated after effect of this. Will I wake up in your bed and regret everything I did? Like a hangover, but leave me needing one more fix. She said, shut your mouth and kiss me. Hey, don't waste your breath, cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way back second guessing. And I want you now, just shut your mouth and kiss me. It can get lonely, swiping left and right to meet somebody. And they won't get to know me, but that's okay. In retrospect, I do it over and over, cause that's just how we met. There must be some complicated after effect to this. Will I wake up in your bed and regret everything I did? Like a hangover, but leave me needing one more fix. She said, shut your mouth and kiss me. Hey, don't waste your breath, cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way past second guessing. And I want you now, yeah, shut your mouth and kiss me. In the parking lot, in the backseat, don't dare stop now. Just close your eyes and kiss me. You mean it, you're a bad dream, but I'm into it now. Cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way past second guessing. Yeah, I'll just close my eyes and kiss you.